Mặc dù là iPad hay là MacBook thì đều có những cái củ sạc nhanh với công suất lớn rồi, nhưng mà iPhone thì lại chưa có. Và cái việc mà để kiếm cho mình một cái củ sạc nhanh để đáp ứng được những cái nhu cầu dùng hàng ngày của mình ấy, thì không phải là ai cũng biết để có thể chọn cho mình một cái củ sạc vừa tốt này, bền và an toàn, giá cả là hợp lý nữa thì không phải ai cũng biết. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm đến từ nhà Anker, đó là củ sạc Anker Nano 3 BD với công suất là 30W. Và ngoài ra thì củ sạc này còn được trang bị thêm 4 màu sắc nữa, thêm màu trắng này nữa là 5 màu sắc, và 5 cái màu này nó khá là mix and match với iPhone 14 series. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái việc mà chọn màu sắc, và mình cũng gần như là có thể là phối màu hợp lý cho bộ trang bị công nghệ của mình khi mà mình ra ngoài sử dụng. Trông mình nó sẽ có gu hơn. Và ok, bây giờ sẽ bắt đầu vào phần review chi tiết nha. Đầu tiên sẽ đi sâu về phần thiết kế trước nhá. Thì củ sạc này là một cái củ sạc theo như mình thấy nó rất là nhỏ gọn, với cái trọng lượng thì chỉ bằng một cái cục pin con thỏ, cục pin AA ngày xưa lắp điều khiển ấy. Nó chỉ bằng một cái củ sạc đấy thôi. Và cái này này thì nó sẽ có một cái gấp ra để mở cái ổ này ra, để cho khi mà mình sử dụng thì mình mang vào trong ba lô hay túi sách thì nó sẽ không bị cấn cấn ở trong túi sách của ba lô. Với kích thước hơn 1 inch ở mỗi mặt và những cái cạnh viền của cái củ sạc này này thì nó cũng khá là bo tròn, thì cái việc đấy sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm cầm nắm khá là ok với cái này, và nó khá là chắc tay, và khi mà mình sử dụng ấy, thì mình cũng không thấy là nó bị bám mồ hôi hay vân tay gì cả. Mặc dù nó màu trắng nhưng mà nó cũng sẽ không bị bẩn đâu. Đây là một củ sạc nhanh với năng lượng mà mình thấy nó rất ổn, 30W, đủ nhanh và đủ an toàn để đảm bảo tương thích cho iPhone, và nó lại còn dễ dàng mang theo nữa. Với sự sáng tạo mới trong thiết kế khi mà sử dụng một lớp vỏ là Galenitrip thay cho cái vỏ bọc silicon, thì chúng ta thể có một cái trải nghiệm cầm nắm khá tốt như mình vừa nói ban nãy, khá thoải mái khi mà chúng ta sử dụng, vẫn đảm bảo được cái nhu cầu thẩm mỹ. Và đặc biệt là con này thẩm mỹ khá tốt nha, ban nãy mình vừa mới nói là nó đã sở hữu 5 cái màu sắc, gồm có màu đen này, hay màu trắng Aurora, tím lilac hay là xanh da trời, xanh lá nữa thì cũng đều có, và những cái màu này nó là gam xanh min ấy. Cho nên là khá dễ để sử dụng, nó không bị kén người quá, nó không bị chói, ý là nhìn nó không bị đồng bóng ấy, mặc dù nó vẫn có đa dạng màu sắc cho mình chọn. Đặc biệt là củ sạc này sử dụng một cái thế hệ chip quản lý điện mới, nó giúp tối ưu hóa được cái quá trình sạc và nó tăng cường cái độ an toàn cho thiết bị. Củ sạc này là một cái củ sạc mà về cái hiệu năng là mình cũng thấy là khá là tốt, khi cái thời gian sạc của nó thứ nhất là nhanh, bởi vì công suất là 30W này thì cũng rất là nhanh, nhưng mà nó lại không bị nóng trong quá trình mà mình sử dụng. Và cái củ sạc này nó còn đạt một cái chứng chỉ MFI của Apple nữa. Cái này thì có tích hợp cổng Type-C to Lightning, hoặc mọi người có thể cắm Type-C to Type-C vào để có thể sạc cho khá là nhiều thứ. Công suất sạc nhanh vừa đủ của con này thì mình đánh giá là khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng lâu dài đấy. Nó nhanh nhưng mà nó vẫn đủ an toàn, nó không cần phải là quá nhanh đâu. Quan trọng là khi mà chúng ta sử dụng ấy, mình sử dụng lâu dài mà, cho nên là nó cần phải nhìn đến cái độ bền này và có an toàn khi sử dụng hay không. Thì thường là cái thời gian mà chênh lệch thì nó sẽ phụ thuộc cái dung lượng pin những cái thiết bị mà mình sạc, nhưng mà cơ bản là nó sẽ không bị quá chênh lệch nhau đâu. Là một củ sạc tốc độ cao với khả năng cung cấp khả năng sạc 30W với tốc độ đầy đủ cho hầu hết tất cả các dòng điện thoại hiện nay, nhất là những cái dòng flagship ví dụ như là iPhone 13, 14 Pro hay là Samsung, chúng ta thể sạc ở trên Samsung Z Flip, Z Fold hay là Galaxy S2 Ultra, chúng ta thể sạc củ sạc này khá là tốt, mức độ tương thích cũng cao. Củ sạc này trông nó nhỏ bé thế thôi nhưng mà nó cũng khá là high tech đấy, có thể nó còn high tech hơn mình luôn khi mà nó sở hữu khá nhiều những cái công nghệ sạc của hiện nay. Đầu tiên là sẽ là công nghệ sạc nhanh Power Delivery, hay là công nghệ sạc nhanh BPS, hay là Quick Charge 3.0 thì sẽ giúp sạc nhanh cho đa số những cái dòng sản phẩm. Ví dụ như là thiết bị là iPhone hỗ trợ BD thì cũng thể sạc nhanh được này. Bảo vệ được nâng cấp với tính năng Active Shield 2.0. Công nghệ của Anker đã bảo vệ thiết bị của bạn bằng cách theo dõi nhiệt độ một cách thông minh hơn 3 triệu lần mỗi ngày, thường xuyên gấp đôi hơn so với cái phiên bản đời trước dùng cái Active Shield 1.0. Nó sẽ đảm bảo không bị quá nhiệt khi mà chúng ta đang sạc, dẫn đến những cái tình trạng mà nó không đáng có, ví dụ như là bị nổ này, hay là chai pin phồng pin là nhẹ nhất, thì nó sẽ đảm bảo những cái khả năng đấy. Tại OneWay thì cũng đang có sẵn hàng chính hãng với giá của một củ sạc này là tầm khoảng 400.000 đồng, là một cái giá khá là tốt khi mà mình tìm hiểu để mình mua củ sạc này. Thì tại OneWay bán 400.000 đồng cũng là một cái giá khá là tốt với thị trường rồi. Thật sự là kiếm đâu ra một cái củ sạc nhanh 30W đạt chứng chỉ Apple MFI của Apple cung cấp này, rồi là đạt những cái chứng chỉ an toàn và công nghệ sạc tiên tiến thì chúng ta phải sử dụng về lâu về dài này, với một cái giá như này thì rất là hợp lý. Không mua thì nó cũng hơi phí đấy. Cho nên là mình đề xuất là mọi người nên mua củ sạc nhanh như này nếu mà mọi người muốn sử dụng củ sạc nhanh nha. Follow OneWay để biết thêm những cái thông tin chi tiết về những cái sản phẩm về công nghệ, cũng như là xem những cái video đánh giá trải nghiệm của mình để chúng ta có thể chọn ra được những cái sản phẩm phù hợp nhất với bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.